loại thực phẩm này hay chưa? Và có ăn qua rồi nhưng biết đến công dụng của nó như thế nào hay chưa? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nhé. Thứ nhất là cà chua. Cà chua chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, có lợi cho da. Thường xuyên ăn cà chua sẽ giúp chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời lên làn da, giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. Trong khi đó, giá cà chua rẻ chỉ từ 20 đến 30 nghìn đồng trên 1 kg. Mình cá là đa số rất là nhiều người thường hay ăn cà chua và sẽ có một vài người ăn cà chua sống hoặc ăn cà chua bi để giữ cho một làn da của chúng ta tươi tắn và khỏe đẹp. Thứ hai là quả bơ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Da liễu Mỹ phẩm cho thấy những người phụ nữ ăn bơ hàng ngày trong 8 tuần có một làn da săn chắc, đàn hồi tốt hơn so với những người không ăn, chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa. Catrotelo trong bơ có thể giảm thiểu các tác hại từ các gốc tự do, giúp da trẻ trung hơn. Giá bơ đang rất là rẻ, chỉ dao động từ 30 đến 40 nghìn đồng trên 1 kg. Bơ thì nếu như mà các bạn ăn hoa quả hàng ngày cũng có thể thêm bơ vào để ăn giúp cho làn da của chúng ta khỏe và đẹp hơn. Còn nếu ai mà chưa từng thưởng thức thì hãy thử thêm vào thực đơn của mình nhé. Ai mà đang trong chế độ đang ăn thì hãy tiếp tục duy trì để giữ cho một làn da của mình thật là tươi tắn. Thứ ba là các loại quả mọng. Dâu tây, việt quất, mâm xôi, vân vân, giàu chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa tổn thương da, bảo vệ da khỏi tia cực tím và các chất ô nhiễm. Các loại quả mọng không chỉ làm đẹp da mà còn có lợi cho sức khỏe của tim mạch, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Những loại quả này cũng trên dưới 100.000 đồng trên 1 kg, nhưng giá trị của chúng thì lại mang lại cho ta rất là nhiều công dụng tuyệt vời. Các bạn hãy thêm vào thực đơn của mình hàng ngày nhé. Thứ ba là chocolate đen. Chocolate đen là rất giàu chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, thúc đẩy lưu lượng máu đến da, giúp hồng hào hơn. Lưu ý nên chọn các loại chocolate có ít nhất 70% cacao để có tác dụng chống oxy hóa tốt nhất. Chocolate sữa không mang lại lợi ích tương tự, hàm lượng đường cao trong chocolate sữa có thể gây hại cho da. Có nghĩa là chúng ta nên ăn chocolate đen nguyên chất hoặc chiếm tận 70% cacao chứ không phải ăn sô cô la mà nó được hòa tan với các hương vị khác rồi, hoặc là có thể làm bay màu đi cái vị sô cô la đậm chất của nó rồi. Thứ tư là trà xanh. Trà xanh Epigallo catechin 3 glate hợp chất polyphenolic đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm, chống lại vi khuẩn gây mụn. Uống trà xanh thường xuyên cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương tế bào, chống lão hóa da hiệu quả. Trà xanh rẻ bèo từ 10 đến từ 10.000 đồng trở lên và có thể dùng từ 2 đến 3 ngày. Hạnh nhân cung cấp nguồn chất béo tốt và chất xơ rất tốt cho sức khỏe của làn da. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2021 và với sự tham gia của 50 phụ nữ mãn kinh có làn da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời cho thấy ăn hạnh nhân mỗi ngày có thể làm giảm nếp nhăn trên khuôn mặt và sắc tố da. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn những loại thực phẩm mà càng ngày chúng ta ăn thì